có một gia đình người nào đó để lập gia đình để cho ba mẹ vui thôi. Ủa lập gia đình cho ba mẹ vui rồi anh rồi, có vui không? Người mình đang cần thì người đó nghiêm túc trong vấn đề hôn nhân. Nghiêm túc rồi còn gì nữa? Chưa từng gian dở mối tình nào. Chưa từng gian dở mối tình nào. Mấy mối tình rồi? Hai. Có cô nào là vợ chưa? Có rồi, ở bên nước ngoài đó, ly dị rồi. À vậy hả? Anh ly dị mấy lần? Hai lần. Con anh vợ với ai? Anh có mấy đứa con rồi? Hai đứa ở với mẹ bên Mỹ đó. Nói chung ra là mình muốn kiếm một người là trong lòng mình là số một. Số một đúng rồi, và người đó cũng coi mình là một người nói chung là an toàn cho cuộc sống. Nhưng nếu người ta giờ có người yêu rồi nhưng mà ta đến với mình ta vẫn coi mình số một thì sao? Nói chung ra người ta có người yêu rồi thì cái chuyện ta có người yêu là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thí dụ giờ ta có gia đình rồi ta chia tay ly dị giống như anh nữa rồi được không? Không. Không hả? Lý do tại sao anh không thích một người như vậy? Nói chung là mình muốn là trong cái người mà mình thương á, nói chung là mình thôi, không có cái sự so sánh ở đây. Anh yêu cầu một cô gái trong trắng trong trắng đi hả? Nó thiệt là trong trắng là sao? Là còn gái đó, còn trinh hay không thì không còn đẹp quan trọng nữa. Tại vì nếu mà còn trinh nhưng mà không hiểu nhau, không sống được với nhau, hoặc là chưa chắc gì người còn trinh sẽ chân thật, sẽ không có lừa đảo mình. Còn mối tình cuối cùng của em á, hai người không ai nói thì chia tay hết, mà bị trong cái trận đại dịch Covid vừa qua, anh ấy đã muốn trong cái trận đó chứ không phải là chúng em chia tay. Tôi tên Việt Nam là Nguyễn Thanh Dũng, tên ở bên nước ngoài là John Thanh Nguyễn. À, John Thanh Nguyễn. Đúng rồi. Anh nước ngoài ở đâu anh? Ở bên Mỹ. Mỹ tiểu bang nào? Hiện tại ở Atlanta, Georgia. Công việc của anh là gì? Kinh doanh tự do. Rồi, về nước lâu chưa anh? 12 năm rồi. À, vậy là đâu có qua Mỹ nữa hả? Có chứ, cũng đi thường xuyên chứ. Nói chung ra là một vài năm gì mình đi là mình cứ đi. Nhưng mà về đây giờ mình ở đâu? Hộ khẩu thì ở ngoài Đà Nẵng á, nhưng mà nhà thì ở Sài Gòn, ở trong chợ Đồng Hóc Môn á. Ở với ai? Một mình. Đó, lý lịch trích ngang nhà trai tôi vậy đó, nhà gái nghe chưa? Dạ nghe rồi ạ. Bây giờ xin mời nhà trai nghe lý lịch của nhà gái. Dạ, lời đầu tiên Hoàng Dung xin phép gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò qua màn ảnh nhỏ. Chào hai MC, anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan xinh đẹp. Chào em. Và chào bạn nam nhà bên cạnh nè. Em tên họ đầy đủ của em là Chim Trần Hoàng Dung và em cầm tên Quý Hợi. Em thuộc cung Song Tử, mệnh Đại Hải Thủy. Em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Công việc của em là trong lĩnh vực du lịch, hiện nay em đã làm được khoảng 8 năm ạ. Em xin cảm ơn. Dạ. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì em gái? Dạ, điểm mạnh của em là sống thiên về tình cảm ạ. Có tính độc lập, tự lập từ nhỏ. Coi như là mọi việc em đều quyết định và em làm tự chủ mọi thứ, từ công việc, từ việc gia đình, mọi thứ em đều tự lập hết á. Ngoài ra em cũng là một người phụ nữ khá là năng động và hiện đại, có suy nghĩ thoáng trong mọi việc, và em vừa có thể chăm sóc gia đình và vừa cũng có thể ra ngoài kiếm việc, kiếm tiền. Còn anh trai anh có điểm mạnh điểm yếu gì anh? Điểm mạnh đó mình thì kinh doanh từ xưa giờ, kiếm tiền thì anh kinh doanh về gì? Nhạy lắm. Ngày ở bên Mỹ thì nói chung là mình kinh doanh đủ thứ hết, nói chung là môn nào mình kinh doanh cũng được. Nói chung là nếu mà đưa kinh doanh vô trước mắt mình thì mình giải quyết được. Còn về Việt Nam anh kinh doanh gì? Mình đang kinh doanh gì? Bất động sản. À, bất động sản hả? Anh có muốn kinh doanh mỹ phẩm không? Tới bây giờ thời điểm này thì mình không muốn kinh doanh nữa. À vậy hả? Coi như là nó đã mệt rồi. Chỉ có muốn là có một gia đình người rồi. Nào đó để lập gia đình để cho ba mẹ vui thôi. Ủa lập gia đình cho ba mẹ vui rồi anh, rồi, anh có vui không? Mình vui chứ. Không đáng cần mà không vui mình vui trước nha. Dạ. Bây giờ mình nói cái tiêu chí về tìm người yêu thế nào ha anh nha anh. Cái người mình đang cần thì người đó nghiêm túc trong vấn đề hôn nhân á. Nghiêm túc rồi còn gì nữa? Chưa từng gian dở mối tình nào. Chưa từng gian dở mối tình nào. Ý là chưa yêu ai luôn hả anh? Có thể yêu bình thường mà, đúng không? À. Nhưng quan trọng nhất là phải nghiêm túc. Thì là sao chưa hiểu lắm là nha. Sao? Khoan, để đi qua. À. Em chào anh. Chào bạn. Chưa yêu ai thì mới chưa gian dở. À. Thì chưa yêu ai. Vậy là anh yêu ai chưa? Có rồi. Anh mấy mối tình rồi? Hai. Có cô nào là vợ chưa? Có rồi. Ở bên nước ngoài đó, ly dị rồi. À vậy hả? Anh ly dị mấy lần? Hai lần. Con anh vợ với ai? Anh có mấy đứa con rồi? Hai đứa. Ở với mẹ bên Mỹ đó. Mà giờ anh muốn có người chưa bao giờ về có người yêu hả? Nói chung là chuyện ly dị là không ai mong muốn. Nhưng mà đời mà, đúng không? Nhiều khi nó lại như vậy thì mình phải chấp nhận vậy thôi. Nói chung ra là mình muốn kiếm một người là trong lòng mình là số 1. Số 1. Đúng rồi. Và người đó cũng coi mình là một người
nói chung là an toàn trong cuộc sống. Nhưng nếu người ta giờ có người yêu rồi nhưng mà tao đến với mình ta vẫn coi mình số 1 thì sao? Nói chung ra người ta có người yêu rồi thì cái chuyện ta có người yêu là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thí dụ giờ người ta có gia đình rồi, ta chia tay ly dị giống như anh nữa rồi, được không? Không. Không hả? Lý do tại sao anh không thích một người như vậy? Nói chung là mình muốn là trong cái người mà mình thương á, nói chung là mình thôi, không có cái sự so sánh ở đây. Anh yêu cầu một cô gái trong trắng. Trong trắng đi. Hả? Nó thiệt là trong trắng là sao? Là con gái đó. Chắc là ấy thôi ha. Sao em? Còn không? Còn không? Hết rồi. Hôm nay anh đi với ai? Đi với hai đứa em. À. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Quang Ngọc, là nhân viên của anh Dũng hồi xưa. Anh Dũng thì tính tình ảnh là rất là thật thà, thẳng thắn, vui vẻ và cũng rất là hòa đồng và hay hỗ trợ giúp đỡ cho người khác. Còn lĩnh vực mà ảnh kinh doanh á, hiện tại ảnh kinh doanh bên bất động sản, nhà nghỉ và vừa đầu mối trái cây á, là anh cũng có máy sạp ngoài đó. À vậy đó hả? Thấy nhà gái sao? Thấy nhà gái sao? Còn em nhìn thằng Jack thì chị gái cũng rất là dễ thương, thì em mong là anh chị cho nhau cơ hội tìm hiểu. Yeah. Bây giờ mình có lời khuyên nào cho anh mình không? Cứ bên đây là anh ở không mười mấy năm rồi hả? Phải không anh Dũng? Cũng có quen đó chứ. Tính mình thì rất thẳng, rất thật. Có gì nói thiệt cho mình biết. Mà mình đã phát hiện rồi là tật xấu mình đó là coi như là giận dai lắm. Em gái đi với ai không? Em có đi với ai? Em đi cùng với lại người thân của em. Em trai với lại em dâu à. Với lại bạn gái. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, cũng như xin chào quý vị khán giả xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Thời gian còn trẻ chị cũng lo cái việc học, rồi cũng có thời gian đi học ở nước ngoài mấy năm và cũng lo về công việc, nên thành ra cũng không có nhiều thời gian cho công việc tìm hiểu về cái chuyện tình cảm. Thì cũng hy vọng là cái dịp này thì không biết cái cho cái tiêu chí của anh Dũng đây thì cũng hơi đặc biệt, thì cái vấn đề này là cái vấn đề cá nhân của mỗi người, thì thành ra là vạn sự tùy duyên, thì cái đó thì cũng tùy theo cái duyên số của mọi người thôi. Dạ, xin cảm ơn ạ. Rồi. Trời ơi, nhà gái dễ thương lắm á, rất là xinh luôn á. Trời ơi, trời. Ừ. Thôi giờ mở rào đi. Cầm bông quá. Đó. À, lên chương trình không có gì tặng em. Anh ra một vườn hoa rất là nhiều hoa lắm. Nhưng mà tính anh thì anh chỉ chọn một bông thôi, anh không chọn nhiều. Dạ. Yeah. Và nếu người anh chọn là cũng là một người thôi. Em hiểu ý anh. Ok. Dạ, cảm ơn anh. Thì nãy giờ sau khi mà nghe anh chia sẻ thì em cũng có một món quà ha, nhỏ nhỏ để tặng cho anh. Đó, quyển sách này đó là Tìm Bình Yên Trong Gia Đình. Hy vọng là anh sẽ tìm được cái đúng đối tượng mà anh mong muốn. Anh cảm ơn em. À, em tên Dung hả? Dạ, em tên là Hoàng Dung. Dung với Dũng thì chắc cũng thêm dấu ngã thôi đúng không? Nói chung ra anh thì chắc lẽ nãy em cũng nghe anh chia sẻ nhiều rồi. Nói chung là ngày xưa anh rất là đơn giản. Dạ. Nhưng mà do vấn đề cuộc sống đó, nó đẩy đưa phải không? Nó làm cho con người của mình mất tự tin nhiều, rồi bị ám ảnh nhiều quá. Anh đã về Việt Nam là 12 năm rồi, mà để kiếm một người vậy đó, thì anh thật sự là 12 năm vừa rồi là nói chung là trái tim của anh nó chưa có ổn định, rồi cứ lo công việc á, nó đam mê cho công việc, cũng chưa xác định được gì, chưa xác định được là nó như thế nào. Đó là nhiều khi bây giờ anh có muốn từ chối hay là em có muốn từ chối anh á, cũng chưa chắc là được. Nhiều khi duyên nợ trời định rồi, chả em khỏi đâu. Em còn hỏi anh không? Tiêu chí chọn bạn gái của anh thì nãy giờ em cũng có nghe rồi, thì đây cũng là lần đầu tiên em nghe được cái tiêu chí đó từ một phía là người ta đã đổ vỡ trong hôn nhân. Thì em cũng biết là anh sợ cái này sợ cái kia, mỗi người sẽ có một cái duyên nợ khác nhau. Đối với em á, ngày xưa á, lúc mà em còn đi học á, thì đối với em cái chuyện đó cực kỳ quan trọng. Mình cũng là thuộc dạng người là bảo thủ đó, nhưng mà sau ngày khi mà em làm về công việc du lịch mà em thường hay đi đây đi đó, cho nên là em cũng có thay đổi cái suy nghĩ của mình một tí. Em cảm thấy là hai người thật sự yêu nhau đó mới là sự quan trọng. Mỗi người có một cái quan điểm khác nhau thôi. Nhưng mà đối với em là người con gái cực kỳ bảo thủ luôn. Cho đến nay em hiện đã có 3 mối tình. Nhưng mà hầu như những mối tình nào của em đều là cách nhau một khoảng thời gian rất là lâu. Một cô là hướng dẫn viên, cô đi nhiều nơi, cô gặp rỡ rất là nhiều người. Tại sao cô lại không tìm được người kết bạn để kết hôn? Thì thật sự luôn là tính của mình là mình vẫn còn thích vui chơi á.
lúc đó mình vẫn còn nghĩ là thời gian nó còn trẻ mà. Hãy làm những cái ước mơ của mình trước đi. Đạt được ước mơ của mình rồi lập gia đình tính sau. Cho nên là em không có quan trọng hóa vấn đề đó. Em luôn cởi mở với mọi người, vui vẻ với khách trên tour. Em cảm thấy là mỗi lần trên chuyến tour thì mình sẽ có nhiều kỷ niệm hơn. Và mình cảm thấy cuộc sống mình vui vẻ, nó sôi động hơn. Đến hiện nay là em vẫn chưa kết hôn như vậy. Còn với những mối tình đã qua, em cũng là người bị tổn thương rất là nhiều. Và có những nỗi đau á, có thể bạn bè và gia đình cũng không ai biết đâu. Chỉ có mỗi mình gói ghém cho bản thân mình biết thôi. Còn mối tình cuối cùng của em á, hai người không ai nói chia tay hết. Mà bị trong cái trận đại dịch Covid vừa qua, anh ấy đã mất trong cái trận đó, chứ không phải là chúng em chia tay. Với anh em coi như là bạn. Dạ. Còn những đề cái nhu cầu của anh đang cần. Nói chung ra hiện giờ anh đã có vợ và đã có con, và cũng đã ly dị rồi, và cũng cho hết tài sản cho con cái bên Mỹ rồi. Hiện tại nhà bên Mỹ cũng có, nhà ở Đà Nẵng cũng có, đất nông cũng có. Vấn đề tài chính và vấn đề kinh tế mình là suốt cả cuộc đời mình và luôn cả cuộc đời con mình không cần lo vấn đề nữa. Cho nên cái mình cần ở đây là mình đã bị ám ảnh vấn đề tình cảm nó nhiều quá rồi. Cho nên là cái tiêu chí mình cần là một người, nếu mà mình coi người đó là vợ của mình và cưới hỏi, muốn ở Việt Nam cũng được, muốn qua Mỹ cũng được, ở đâu cũng được, đối với mình không quan trọng. Cái quan trọng nhất là người đó chưa từng quan hệ để mình cảm thấy được yên tâm trong cuộc sống của mình. Thôi thì tiếp tục chúng tôi xem ở trên truyền hình có ai cùng quan điểm với anh Dũng thì chúng ta liên hệ với chương trình. Chứ bây giờ thật ra khó lắm. Vậy đi ha. Theo như Dũng thì chúng ta là bạn với nhau đi. Rồi. Rồi, hai người có thể bắt tay nhau. Ok, em nhé. Xin lỗi Dũng rất nhiều, chúng tôi không thể tìm được một tờ giấy trắng như vậy. Cũng xin lỗi Dung rất là nhiều. Chúng tôi cũng chưa tìm cho Dung một nửa mảnh ghép nào đó. Chúng tôi cũng đã cố gắng kết nối nhưng không được. Dạ. Thì em sẽ hy vọng là bạn nữ sẽ chịu ở chung với ba mẹ em. Nhìn cái tướng này thì ngon lành, tôi không cần phải bắt cái thích đất kiểm tra gì đâu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Trần Việt Thu. Em 31 tuổi, hiện em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là kế toán. Thu làm kế toán. Dạ. Em xin giải thích thêm cái tên của em. Để hồi xưa lúc mà mẹ em mang bầu em á, thì cứ nghĩ em là con gái và cũng thích là con gái, nên quyết định đặt tên em là Thu. Là do em sinh vào mùa thu á. Nhưng mà khi sinh em ra là con trai, nhưng mà vẫn quyết định giữ tên là Thu luôn. Nhưng mà bây giờ là em là con trai hay con gái? Dạ tên Thu nhưng mà em rất men chị. Thu quê đâu Thu? Dạ em quê ở đây luôn ạ. À. Ở Sài Gòn luôn ạ. À. Mời bạn gái. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh nhà kế bên, chào khán giả. Em tên là Trương Kim Xuân, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Vĩnh Cửu, Đồng Nai và em đang công tác tại khoa dược của một bệnh viện tại Dĩ An ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, hơi tham công tiếc việc một chút, nấu ăn được, nội trợ cũng ổn. Còn nhược điểm của em là do bản chất công việc nên em hơi nóng tính. Khi đói hoặc mệt đó thì em hay dễ nổi loạn lên. Và cái nhược điểm lớn nhất mà chắc bẩm sinh luôn là em ăn chậm. Chậm là chậm bao lâu? Ăn bữa cơm dạ, bao lâu? Ăn bữa cơm khoảng 1 tiếng. Trời đất ơi. Ăn tiếng mấy chén cơm em? Dạ ăn tiếng chén thôi anh. Trời đất ơi. Bạn đứa ơi có gì mình sẽ đút bạn ăn. Đút bạn ăn. Còn tắm thì em có thể tắm cả tiếng. Tắm 1 tiếng nữa? Dạ. Vậy một ngày là em ăn 3 bữa cơm hết 3 tiếng. Tắm ngày tắm mấy lần? Tắm lần thôi chị. Tắm lần 4 tiếng rồi ngày ta rồi hết cái thời gian luôn rồi còn đâu nữa. Trời đất ơi. Rồi còn bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là em không hút thuốc, không nhậu nhẹt, sống tình cảm lãng mạn. Còn nhược điểm của em là em trong công việc em là người khá lãng tính, là em cũng không giỏi giao tiếp với đông người lắm. Rồi bây giờ tình trường của hai em thì sao em gái? Dạ tình em trường. Có 2 mối tình và mối tình gần đây nhất là khoảng 3 tháng và chia tay cũng gần nửa năm rồi chị. Quen dạ. Có 3 tháng à? Dạ. Vậy là cũng nhạt chứ cũng chưa có gì đậm đà sâu sắc. Dạ đúng rồi. Rồi vậy bạn trai thì tình trường sao? Em có 1 mối tình kéo dài khoảng 2 năm. Em chia tay cũng hơn 1 năm rưỡi. Lý do chia tay thì em nghĩ chắc là do em với bạn đó không có duyên mà không có nợ với nhau á. Nhưng mà tới duyên không có nợ là sao anh không hiểu? Tại vì lúc mà quen em á thì có người thứ ba á. Người thứ ba. Ai có người thứ ba?
bên bạn đó. À bạn đó. Nên bạn đó thay đổi rồi bạn nói chia tay. Mình thấy có lỗi gì trong cuộc tình đó không? Không, em rất là quan tâm bạn gái. Rồi, vậy tốt rồi. Thôi coi như không có, đúng là không có phận đi ha, có duyên có phận. Dạ, em gái mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người cao 1m65 trở lên. Có luôn. Em cao 1m70 ạ. Được. Dạ, không quá ốm cũng không quá mập. Được luôn, bên đây vừa vừa người. Rồi, đặc biệt là không hí, không hói, không hô luôn. Không bốn hờ. Dạ. Hí hói hô hôi. Dạ. Bên đây có hói đâu mà không biết ai hói. Mắt mới gì không thích bốn hờ đó. Dạ. Mắt hí ta nhiều khi đẹp chứ bộ, dễ thương chứ bộ. Ủa anh nói ví dụ giờ em gặp một cái ông chồng đó, một người yêu đó, mắt người ta có hí, đầu người ta có hói, rồi á người ta có hôi rồi gì đó, nhưng mà ta thương em, yêu em hết mực thì sao? Hí thì không khắc phục được, còn hôi thì em giải quyết được. Hí hả thì cắt mắt. Có gì đâu khó. Thôi để tự nhiên đi. Cái mắt hí đâu có phải quan trọng. Chứ cái hôi thì mình tắm rửa sạch sẽ thì nó hết hôi. Đúng rồi, chừng nào 3-4 ngày không tắm hết không hôi chứ. Rồi hói thì sao không thích? Hói là do suy nghĩ nhiều quá, tính toán nhiều quá mới hói à. Thì đúng đó. Rồi. Như vậy người ta suy nghĩ, người ta tìm cách nào để làm giàu cho chính mình rồi cho gia đình vậy tốt chứ. Nói vậy thôi. Chứ tình yêu đến rồi hả? Cái đầu trọc lóc cũng yêu luôn. Rồi, vậy thì em trai, mẫu người bạn gái lý tưởng của em như thế nào? À, mẫu người lý tưởng của em là bạn gái cao 1m55 trở lên. Rồi, có. À, tóc dài. Có luôn. Tóc dài luôn. Cá tính năng động. Rồi. Nhưng mà vẫn giữ được nét dịu dàng của người phụ nữ. Rồi. À, mít ướt tí thì càng tốt. Anh khỏi lo, em nhão lắm. Rồi, còn gì nữa không? Lại biết sống, biết quan tâm mọi người xung quanh. Rồi. Dạ, vậy hết rồi. Ôi, vậy quá dễ dàng, đâu có gì khó đâu. Được rồi, để qua coi. Nếu mà được thì khi nào em muốn tiến tới hôn nhân? Dạ, em đã chuẩn bị hết rồi, thì có thể năm sau ạ. Năm sau, lấy nhau về mình sẽ sống ở đâu? Do là em đang ở với ba mẹ em á, thì anh trai em đã lấy vợ và ra riêng rồi. Thì em sẽ hy vọng là bạn nữ sẽ chịu ở chung với ba mẹ em. Nhìn cái tướng này thì ngon lành, tôi không cần phải bắt kích thích đất kiểm tra gì đâu. Thấy được đó. Dạ. Chị thấy ổn đó, hợp ở xứng đôi á em. Dạ. Rồi, bây giờ em đi với ai nè? Hôm nay em đi với ai? Em đi với ba em và các chị đồng nghiệp. Kính chào hai MC Quyền Linh và chị Cáp Phường. Xin chào các quý vị khán giả ở trường quay. À, cháu chào bác ạ. Chú thấy con rể tương lai thì sao? Ưng ý không? Dạ ưng ý. Nếu mà hồi ở chơi đàn coi sao với tôi là tôi dạy đàn guitar này. Chết chưa? Múa rồi qua mắc thợ rồi. Tôi dạy organ guitar. Đó. Dạy vẽ thì thôi thì về nếu mà được á thì về làm đệ tử cũng được có sao đâu. À, dạ. Bác ơi con mới học đàn có mấy tháng nên có gì chút nữa bác chăm trước giùm con nha. Dạ. Quéo liền. Cảm ơn bác. Chú. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với một đứa em trai đồng nghiệp. Dạ chào cô. Dạ con chào bác. À, chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Cháu Việt Thu tên tuy là tên Việt Thu nhưng mà cháu rất là mạnh mẽ. Dạ. Dạ. Cháu rất là hiền, thật thà. Đi làm về là ở nhà phụ việc với cha mẹ thôi. Còn cháu gái bên này thì tôi thấy cũng dễ thương, cũng hiền. Dạ. Thì cô cũng thấy là hai cháu cũng có những điểm tương đồng. Thì cô mong rằng hai cháu hãy có cơ hội đến với nhau để tìm hiểu, để mà tiến đến hôn nhân. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Bây giờ mở hàng rào lên cho hai bạn gặp nhau trực tiếp ha. Rồi lát muốn đang nôn nao, muốn thưởng thức mở món, đàn, món đàn của anh bên đó nữa. Thì đến chương trình hôm nay thì anh cũng có hai món quà tặng em. Đầu tiên là Doraemon. Dạ. Thì đó cũng là biệt danh của anh. Dạ. Thì còn cái bông hồng này á thì anh tự làm. Nó không có gai. Nhưng mà em cứ yên tâm, anh sẽ đóng vai trò là của những cái gai đó để là người bảo vệ che chở cho em. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Ồ, bông tự làm hả? Em có món quà này nè. Là ba em làm á, em gửi tặng cho anh. Còn cái trong này nó có một cái đơn thuốc là em tự tay soạn ra. Thành nếu mà sau cái quyết định á thì anh có thể tiền vào tên, tuổi. Rồi, anh cảm ơn em. Xem trước đi. Con đọc có đi, đọc đi. Không? Bệnh viện tâm lý khoa tình yêu, đơn thuốc, tên bệnh nhân Lê Trần Việt Thu, 31 tuổi, triệu chứng lúc vui lúc buồn, tim đập nhanh, chủng đoán rối loạn nhịp tim, rối loạn cảm xúc. Phương pháp điều trị: 1. Thuốc điều trị rối loạn nhịp tim tăng cường gặp Xuân Dược 3 lần một tuần. Thuốc chống buồn: gọi hoặc nhắn tin cho Xuân Dược 2 đến 3 lần một ngày.
thuốc tăng lưu lượng tình cảm, cùng Xuân Dược đi chơi, đi ăn một lần một tuần. Dặn dò nếu có gì không bình thường phải nói và không được giấu giếm, nếu phát hiện sẽ bị ngưng điều trị ngay. Xuân Dược là tên bạn gái đó, nhớ không? Nhớ. Hôm nay anh cũng tặng em một bài đoạn nhạc của bài Lời Yêu Thương. Dạ. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngần ngờ thân thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Đờn sao tôi nghe tiếng đờn như vậy? Em. Nó không dám đờn, thấy sư phụ đàn, ngồi kia. Không nghe tiếng đàn, nghe vỏ vỏ, vỗ vỗ không vậy? Đàn mạnh lên coi. Anh muốn đừng cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè ấm nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu ấm áp trong lòng hoài. Trời ơi. Cảm ơn anh. Đây. Đường cất cây đàn cho để hồi sư phụ lên tịch thu cây đàn. Nãy anh em nói là một ngày anh khoảng mất 4 tiếng để ăn với tắm rửa, thì em có thể bớt đó thời gian để mình có thể nhiều thời gian hẹn hò không? Dạ cũng được chứ anh. Nếu như mà anh chịu khó nhường em một chút xíu, ví dụ như là ăn thì đừng có ăn trước em, chờ em ăn với thì em sẽ ăn cùng anh. Em có thích người lãng mạn không? Dạ có chứ. Anh lãng mạn được bao nhiêu phần trăm? Nói chung này bí mật được không? Nếu mà anh với em ăn nhau thì anh sẽ có những cái kỷ niệm món quà lãng mạn cho em. Đến hôm nay thì Ti không phải là người đầu tiên, nhưng em mong anh sẽ là người cuối cùng để cùng em đi tiếp những con đường còn lại nhé. Anh cũng hy vọng là chúng ta sẽ có duyên và có nợ với nhau. Dạ, cảm ơn anh. Ngọt ngào quá nè. Không cần hỏi gì thêm. Đúng chưa rồi. Nghiên cứu gì hết mới nhìn thôi là coi như cái gọi là để tí xét ái tình hả? Bây giờ nói thiệt lòng đi, mình thấy cái người đối diện đó, mình cảm giác trái tim mình giờ làm sao? Tim hơi đập mạnh tí à. Em có thuốc chữa cho anh rồi đó. Thích. Dễ thương quá, được rồi đó. Anh thấy cặp này rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào đó. Cho em một câu chốt được không anh Quyền Linh? Hả? Em có muốn một chốt với bạn nữ? Được. Người ta nói nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình. Dạ. Còn muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau. Dạ. Thì anh hy vọng anh và em sẽ cùng nhắm tay nhau đi. Dạ. Trên chung một con đường. Dạ. Và anh hứa là anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em. Hôm nay có anh Quyền Linh với chị Cát Tường cùng khán giả chứng kiến cái này thì anh nhớ thực hiện nha. Ok. Dạ. Rồi. Hay quá. Nào để tay bấm đi hai bạn. Làm thủ tục đi. Chứ cặp này là ngọt ngào lắm rồi đó. 1, 2, 3. Nhanh lẹ. Chúc mừng hai bạn. Nào. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Chúc là ký vô cái giấy này nha. Viết tên ký vô ha. Viết tên. Tên gì viết vô. Viết đúng tên thiệt nha. Rồi. Tiệt. Thu. Thu. Đúng rồi. 31 tuổi. Dạ. Tôi đã đọc và đồng ý. Có lăn tay không anh? Giống như công chứng vậy đó. Ký tờ, ký tên vô anh đó. Rồi đây. Dạ rồi. Gửi cho chú. Con gửi tương lai nó đã ký rồi chú nha. Chú giữ cái này làm bằng chứng. Chúc chú sẽ mau có cháu. Dạ. Rồi chúc chú khỏe nha. Rồi xin phép bác trai hôn bạn gái kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Em xin phép bác hôn em. Tự nhiên. Rồi, rồi chúc mừng hai bạn. Lúc đó thì sẽ coi các bạn đó thuyết phục em như thế nào cư xử. Chào em tên là gì? Dạ em tên là Thanh Như. Thanh Như. Dạ. Như năm nay bao nhiêu tuổi nè? Dạ em năm nay 24 tuổi. Mình đang làm công việc gì á Như? Dạ, hiện tại em đang là nhân viên văn phòng. Rồi, coi chàng trai ta làm việc gì đây, xin mời. Chào bạn. Dạ, chào khán giả chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào chị Cát Tường và đặc biệt chào bạn ở bên kia bức rèm. Rồi, chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Tinh Bình. Tinh Bình? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 31 tuổi. Làm nghề gì? Thì em làm ở khoa dược bệnh viện Đa khoa Bưu Điện. Khoa dược hả? Dạ. Lúc nãy em chưa nói hết là mình đang làm ở công ty nào. Em đang làm ở trường mầm non. Mà từ xưa giờ có bao nhiêu bạn trai rồi? Dạ chỉ có một hả? Chia tay cách đây bao lâu?
hơi bị lâu rồi, 3 năm. 3 năm? Dạ. 3 năm nay sinh vậy mà cũng không có ai đeo đuổi hả? Chắc tại em duyên em nó tiềm ẩn quá cho nên em tìm hoài chưa ra. Bạn ta bên đây có mấy mối tình? 2 mối tình rồi. Lúc yêu nhau đó thì bạn gái hay càm ràm về bạn cái điều gì mà bạn gái không thích? Do là hiện tại em ở với má em, chỉ có một mình với má em thôi. Thì đi chơi thì sẽ không được, không về trễ được. Má bạn không cho bạn gì trễ? Không, mấy loại. Có nghĩa là chỉ về sớm, có nghĩa là khoảng 10 giờ trở lại thôi. Tại sao vậy? Sao kỳ vậy? Tại vì chắc em nghĩ chắc má em sợ ma. Má sợ ma phải về giữ ma cho má em. Nhưng mà ở nhà là có 2 mẹ con thôi hả? Dạ, tại vì chị em có gia đình rồi chị. Ủa vậy bây giờ nếu như mà bạn lấy vợ thì mình sẽ về sống chung với mẹ bạn luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Ồ khoan, xin để chị hỏi bên này cái em ơi, em có chịu làm dâu không? Dạ không. Chết rồi. Dạ không. Không chịu làm dâu? Không. Rồi sao? Em có chịu lấy không? Em chắc là sẽ thuyết phục. Thuyết phục ai? Thuyết phục bạn này chứ. Và bạn có thể thuyết phục má em. Tại sao em lại không chịu làm dâu? Em có một cái tính nó hơi mạnh. Em thích là cuộc sống độc lập của hai người. Em không thích phụ thuộc hoặc là bị tác động bởi hai bên. Nhưng mà rủi bây giờ bạn bên đây là được hết yêu rồi, bây giờ mà bây giờ không chịu làm dâu thì bạn nó cũng không chịu ra ngoài ở riêng luôn rồi, làm sao vậy? Thôi chia tay hả? Lúc đó thì sẽ coi cách bạn đó thuyết phục em như thế nào, cư xử cách nói chuyện bạn đó như thế nào. Nếu mà đủ lớn đủ thuyết phục em thì sao cũng được. À, ban đầu thì mình sẽ chọn lựa là mình không làm dâu. Yeah. Nhưng nếu tình yêu mình nó lớn mạnh thì mình cũng có thể, đúng không? Bây giờ bạn thích cái người bạn trai của mình, người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Em thích người đó là phải cao hơn em. Rồi thấy bạn cao lắm mà, bạn cao bao nhiêu? Dạ có 1m6 à. Ủa bây giờ phải mà trên 1m6. Dạ. Rồi bây giờ bao ăn luôn 1m61. Rồi gì đó. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Là người có chính kiến, độc lập trong mọi suy nghĩ, không dễ bị sao lãng hoặc là dễ bị tác động bởi bên ngoài. Một người là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát. Bạn có cái mẫu người lý tưởng nào không? Thì ngoại hình dễ nhìn, ưa nhìn mà cỡ tướng hơn rồi Trương Quốc Vinh là được. Trời ơi, bớt bớt xuống một chút đi cô. Cỡ tướng hơn với Trương Quốc Vinh được rồi. Em chỉ nói là cái cấp yêu cầu của bạn như thế nào? Dạ em thích con gái tóc dài. Tóc dài, mắt to. Em thích có lúc bằng tiền, vì có lúc bằng tiền thì cười nó sẽ dễ thương hơn. Thích người yêu của mình giống ai không? Có nét giống như chị Trang. Bây giờ em không thích cái gì ở người bạn trai của mình? Đừng quá cố chấp, gia trưởng, nóng tính. Bên đây có không? Để không. Không có rồi. Bên đây hiền lắm. Gia trưởng, nóng tính. Ừ, chào chị. Bên hiền khô à? Anh có gia trưởng không? Thì không. Có chút chút thôi. Mà nói chung là nếu mà có cãi lộn với bạn gái thì... Nhưng mà chịu không nổi thì em bỏ đi, em không có cãi lại. Mà hiện tại bây giờ bạn đi làm về nhà đó rồi tiền lương được có gửi cho mẹ giữ không? Cũng một khoản rồi chị. Rồi mai mốt lấy vợ là tiền ai giữ? Dạ em chuyển vô thẻ hết rồi. Thẻ của ai? Thẻ của em. Nghĩa là tiền em giữ. Người dạ. Ta lấy vợ là tiền phải do vợ giữ chứ. Nếu mà vợ muốn thì em có thể đưa thẻ cho vợ giữ, nhưng mà tài khoản em giữ. Cái mẫu cái mã bắt buộc em giữ. Ta giữ mà thì bắt buộc bạn giữ thì ta giữ nó làm gì? Những cái thẻ không thì làm gì? Thì chừng nào cần thì em sẽ cho. Sao anh lên anh cười không? Anh không nói tiếng nào anh lên cười không vậy? Anh đồng ý tán thành nên anh không đồng ý mà anh cười không vậy? Anh là vợ anh giữ luôn thẻ với tài khoản luôn. Anh không biết tài khoản luôn. Đó, đàn ông người ta phải như anh Nguyễn Linh như vậy đó. Giống anh đi, giống anh đi. Giống anh không, mà thường nó nói là vợ mình sợ vợ mà sợ sống vợ lâu mà để vợ trên đầu được trường sẽ bắt lão. Đúng rồi. Vậy giờ cho vợ biết password không? Dạ biết. Hứa nha. Dạ. Đưa vợ giữ rồi, tiền được mà cho rồi, biết giữ password rồi luôn nha. Giống tôi rồi ha. Tại nó vợ mình sợ. Cảm ơn chị á. Có gì là chia cho chị đó nha. Hello. Dạ chào anh. Chị thương nha. Anh đang hiền lắm. Hiền thiệt luôn anh. Hiền thiệt. Cái làm dâu chạy về phục vụ chút xíu rồi mà. Em không sợ cái chuyện làm dâu, em chỉ cần cái người đó hiểu cho cái người vợ ở nhà làm dâu là được. Hiểu, anh chắc chắn anh này hiểu, anh hiền lắm, dễ thương nữa. Ha, anh chỉ nghe lời mẹ chút xíu thôi. Còn mẹ anh nghe lời chứ sao đâu, thì mẹ anh như mẹ em mà đúng không? Ha, anh cho giữ tiền rồi đó, anh nói rồi. Ngon lành rồi đó, kéo màn lên đi. Rồi, kéo màn. 2 phút bắt đầu. Chà. Rồi tưởng tặng quà. Tóc em không có dài. Thường thường cuối tuần em có đi đâu chơi không? Dạ có. Rồi em có thích uống cà phê bệt không? Dạ có. Cuối tuần này hầu như là buổi sáng ở ngoài đó. À. Bây giờ ta không có tóc dài kìa. Không mà tóc dài thì bây giờ nó có đi nối tóc cũng được chị. Nối tóc giờ mắc lắm á. Không mà để dài cũng được. Khoảng chừng vài tháng là cũng được em. Nghe mắc cái tự nhiên chuyển tông liền. Không có nghĩa là trước đó thì nối tóc được chị, sau đó để ra dài được. Tiết mà tiết kiệm cho gia đình chứ. Cho tiền đi nối tóc không? Dạ cho chị, nãy em đưa thẻ rồi mà. Trời ơi.
anh có đi thầy bói thì thầy bói nói là trước anh làm thầy tu thành ra giờ mất duyên hết rồi, hôm nay mới được có duyên. Anh có mê tín hả? Không, chỉ coi cho vui thôi, coi chung với mấy chị làm chung. Vậy là không có mê tín? Không. Em mê tín lắm luôn á. Vậy hả? Mê là mê sao em? Dạ giống như là tuổi tác này kia, hoặc là nói chung là mọi thứ thì cũng hơi chút chút vậy thôi á. Nói chung là cũng có. Em mà năm nay sinh năm bao nhiêu vậy? Dạ 91. 91 với là anh sinh 83 hợp lắm. Không đâu, không tin mà giờ ông hỏi người ta cũng nó hợp. Không có thiên tuổi là hợp mà chị. Không. Tuổi đẹp hả chị? Hợp ha. Thôi hết giờ. Chuẩn bị 1 2 3 hết thời gian. Ủa bạn có thấy hợp không mà bạn nhấn chuông lẹ vậy? Hợp tuổi không? Cái đó em chưa biết gì, nhà em đi coi thầy mới biết. Trời đất ơi, anh mới nói anh sinh năm nhiêu nhớ không? 83. Em là con dê đúng không? Anh con heo rất là hợp. Vậy là dê heo. Dê ai dê? Heo dê. Dê. Heo dê mà dê heo. Dê phải không? Ai dê, ai dê, ai heo? Dạ em heo. Vậy dê, dê nắm tay người ta đi. Thôi cái đó để kính kính chị ơi. Mình dê mà, mình ngày cũng gần Tết rồi, hai người có thể hẹn hò đi chơi Tết được ha. Thôi. Chúc hai bạn. Vậy uống. Anh này chắc chắn không có bụng bự rồi. Dạ. Thậm chí không có bụng nữa. Dạ nhưng mà em thấy là bụng bự như anh Quyền Linh thì không gọi là bụng bự. Chỉ mở dư dư xíu thôi à. Mở gì trương trương cái gì? Dạ, nó dư dư xíu mà. À mở dư dư. Anh thấy chưa? Anh thấy chị Trong nói cho anh hãy hạnh phúc vì đó, anh không hề mập đâu. Anh chỉ có mở dư dư thôi nên à. Dạ. Nha. Tại vì anh ăn hơi quá đà đó. Thì đó, đừng tự ti. Thôi, vài bữa sẽ tập thể dục thể thao lại. Dạ. Rồi, cảm ơn em gái Tiền Giang. Bây giờ thế này, anh bên đây thì thật sự là ảnh cũng có kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng, nên chắc rằng ảnh sẽ bù đắp cho em những cái gì mà gọi là anh đã trải qua rồi ha. Vấn đề quan trọng là em đã đến lúc kết hôn chưa? Dạ đến lâu rồi anh. Đến lâu rồi hả? Dạ. Ví dụ bên này đồng ý là em cho bước tới đúng không? Phải tìm hiểu cái đó anh. Tìm hiểu khoảng bao lâu? Tùy mức độ tìm hiểu, nếu mà mình tìm hiểu mình thấy hợp ý, mọi thứ nó hòa hợp thì cuối năm cũng được. Cuối năm cũng được. Dạ. Em có ngại là yêu xa không, bởi vì cái khoảng cách của em với anh ấy á, nó dạ, không có hợp với nhau, chưa có thuận với nhau. Em có một câu hỏi muốn hỏi anh bên đó. Chào em. Dạ chào anh. Dạ anh đang làm ở Long An ạ? Anh đang làm ở Long An em. Dạ em thì em làm ở Biên Hòa. Vậy thì nếu mà sau chương trình này á, hai đứa mình có kết đôi á, anh một tuần anh có thể sắp xếp gặp em một lần được không? Rồi chào em trai. Bây giờ thì hai bạn có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình đi. Mời đàn gái. Xin chào Nam Thư. Dạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào cái người bên đó ạ. Dạ xin chào, chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Trong, năm nay em 34 tuổi, em đến từ Tiền Giang và đang làm việc sinh sống tại Đồng Nai. Dạ. Chị Trong. Chị Trong, công việc hiện tại của mình là gì hả chị Trong? Dạ em đang là nhân viên kiểm hàng cho một nhãn hàng nhỏ của Đức. Dạ. Dạ. Tức là mình cũng làm công việc văn phòng mà đúng không? Dạ. Dạ. Nó tương tự như vậy đó chị. Châu là ở Tiền Giang, ở huyện nào Châu? Dạ em ở Gò Công Đông đó anh Linh. Gò Công Đông. Dạ. Rồi em ở Đồng Nai là em ở làm xong em ở đó luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Em ở đó với ai? Dạ em ở một mình. À thuê phòng trọ ở đúng không? Dạ đúng rồi anh. Bao lâu em mới về Gò Công Đông một lần? Dạ có khi thời gian rảnh là em về, nhưng mà tháng nào em cũng về một lần, ít nhất là một lần. Rồi. Có khi tháng nào em về tới 4 lần, 5 lần. Dạ. Thôi, chị, mời đàn trai. Mà dạ. Khoan, em xin lỗi. Chị tên mình là Trong hay là? Dạ Trong là Trong Sáng Ngây Thơ đó ạ. Trong nha anh Linh. Trong hả? Dạ. Trong Trắng. Trong Trắng Ngây Thơ. Đúng rồi. Để dạ, mình nghe tưởng đâu Châu. Dạ. Rồi cảm ơn Trong. Dạ. Mời bạn trai. Dạ em chào chị Nam Thư. Dạ. Rồi anh Hiền Linh. Em là Lê Thiện Thạnh. Năm nay em 36 tuổi, quê ở Ninh Thuận. Lê Thiện Thạnh. Dạ. 36 tuổi. Dạ. Ở Ninh Thuận. Dạ. Em làm một việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Long An, châu Sài Gòn 3 năm. Làm việc ở đâu? Là ở Long An. Long An là ở huyện nào? Huyện Đức Hòa. Đức Hòa. Hai bạn lạ ha, quê một người ở Ninh Thuận làm việc ở Long An, một người ở Tiền Giang làm việc ở Đồng Nai. Dạ. Có vẻ là cái địa lý á lúc đầu nó cũng hơi chưa hợp lý lắm. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện xem còn những điều gì hợp lý nữa đây. Bạn Trong. Dạ. Hãy cho bên đàn trai biết về những ưu khuyết điểm của mình. Dạ ưu điểm em có nhiều lắm anh Linh.
Em là người độc lập, em hoạt bát, em biết làm tự chế thơ, em biết nấu ăn, ăn được, còn ngon hay không là do người ăn thôi. Dạ, em cũng đảm đang và em không phải là người kén ăn. Em ăn cái gì cũng được, trừ hành, thịt chó, thịt mèo là không ăn thôi. Nói chung em là người dễ tính ạ. Dạ. Người Tiền Giang mà dễ thương vô cùng. Rồi còn khuyết điểm hả chị? Dạ, khuyết điểm thì tính em hơi bị nóng á chị. Dạ. Tại và kỹ tính nữa. Tại vì em kiểm giày mà em cầm giày em soi mới quen rồi. Riết người em khi nói chuyện với em cũng hay để ý người ta. Nói chung là cũng hơi bị khó xíu. Soi mói giày chứ là ngoài đời không lẽ đi soi mói giống như soi mói giày cho nó khổ vậy. Dạ không đến nổi vậy đâu anh Linh. Không đến nổi đúng không? Dạ. Nghe cái giọng nói như thế với cái thần thái bây giờ thì thấy bên đó rất là dễ thương đó. Mời đàn trai. Dạ, đặc điểm của em là biết nấu ăn. Dạ, hòa đồng với bạn bè. Và mỗi tháng điểm mạnh của em là mỗi tháng em sẽ cũng có nấu cơm chay từ thiện. Điểm mạnh là có nấu cơm chay từ thiện hả? Dạ. Quan trọng là nấu nhiều hay không? Dạ, nấu cỡ 200 mấy phần. Nấu nhiều lần vậy không? Dạ, mỗi tháng em nấu một lần. Một tháng lần hả? Dạ. Ồ, tốt quá. Bữa nào rảnh rủ anh nấu với đây. Dạ, ok nha. Dạ. Vậy thì tốt rồi đó. Dạ. À, còn mình có một số cái khuyết điểm gì không? Dạ, điểm yếu của em là hơi nóng tính trong công việc. Nóng tính mà nóng cỡ nào? Dạ, nóng nói chung là em là bên kiểm hàng, bên áo ngực. Bên kiểm hàng thì bên anh, cho công ty Hàn Quốc. Anh ơi chào em. Dạ cho em hỏi cái, em Thư nè. Dạ chào chị. Em bà mối nè. Dạ. Kiểm hàng áo ngực là kiểm hàng sao anh? Dạ em kiểm tra bên cúp áo ngực hả chị? À. Vậy là chắc em biết hết size áo ngực. Dạ đó. Biết. Có mấy size? Dạ có nhiều size chị anh. Size lớn nhất là size gì? Dạ size lớn nhất là 100, dành cho người nước ngoài. 100 là cúp gì anh? Cúp đi hả? Dạ, cúp 3, cúp gì chị? À, tức là ví dụ như người ta nói là cúp A, cúp B. Không, bên em là dùng size là 34-100 chị. 34-36-100. Dạ, 34-36-38, 40-42-44-46-100. À, vậy là ví dụ như bây giờ anh nhìn là anh biết size nào liền không? Dạ, biết chứ chị. Anh nhìn qua anh Linh anh nghĩ size nào? Anh Linh hả? Ai... sai anh chắc sai mấy nói luôn đi. Dạ. Anh mặc cái mấy anh Linh chắc sai 120 quá em hút mà nó kêu anh mặc áo ngực hoài á. Nếu anh Linh mặc phải mặc độn lên mới thấy không? À anh Linh là phải mặc độn lên nữa hả? Dạ. Hỏi vui cho anh thôi chứ thực sự là cái công việc của hai anh chị rất là giống nhau, là mình nằm ở vấn đề là kiểm hàng. À, vậy đúng. Thì nếu vậy thì mình cũng phải kỹ. Đúng ra phải ngược lại chứ nha. Bên đây phải kiểm giày, bên kia kiểm áo ngực chứ vào. Dạ cái sau cái số em từ hồi đó giờ là cũng làm đẹp cho phụ nữ không. Ủa vậy hồi xưa thì mở nhà phân phối mỹ phẩm. Ừ. Bây giờ thì làm bên quản lý bên áo ngực. Ủa vậy nè. Anh việc nó cũng vui nha. Anh ơi, vậy thì nếu vậy thì công việc của anh là chắc chắn là phải tiếp xúc nữ rất là nhiều mà đúng không? Dạ, nói chung là dưới công ty em cũng nữ nhiều chị. Vậy sao ế? Dạ, tính của em là em không có quen trong công ty. À. Dạ. Phải biết sao ế không? Tại kiểm tra áo ngực cũng soi ngực không mà. Rồi đôi khi nó cũng nhạy cảm nữa. Đúng không? Dạ. Nói chơi là... Rồi thấy mấy cái nghề lạ quá ta. Bữa nào dạ. Em dẫn anh vô anh coi thử coi. Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vô coi cái phần kiểm tra đó sao? À, đổi núi em sẽ đưa cho anh, em sẽ chỉ anh cho ơi. Anh. Em có cầm theo cho anh coi. Có cầm theo cho anh nữa hả? Dạ, em cầm, không em cầm theo là để bên em làm như thế nào. Ừ. Dạ, cho anh biết. Bữa nào em tặng chị Thư mấy bộ vậy? Dạ, bên em chỉ là cái cúp thôi, còn may là qua bên Hàn Quốc may. Cái cúp là cái gì? Dạ, cái miếng độn của anh à. Chà, chà chà. Không hỏi cho tới, tôi hỏi cho hiểu luôn á. Đúng rồi, anh phải hỏi ví dụ là chứ. Cái áo bơi anh à. Nó chỉ có một cái lỗ, mình để nhét cái cúp đó vô để ngon ngực lên. Đâu đâu, để qua đi. Cái đó anh Linh anh không hiểu đâu. Em biết nè. Ủa, thôi dạ. Sao
Sao anh sao? Đâu cho em coi với. Dạ. Đi qua luôn. Ủa, đem luôn hả? Đợi em xíu nha, dạ. Kiểm lấy tra. Coi. Dạ, cái đây em tặng bạn gái. Đâu? Là đem đây chị. À, là cái cúp này là bên công ty em may. Dạ. Dạ, công ty của anh gia công. Gia công. Dạ, đem qua Hàn Quốc để may. Là này quà đem tặng. Dạ. Tặng nhiều quá vậy. Dạ. Em còn đem. Trời ơi. Còn bao giống nữa hả? Dạ. Đem một bao. Đâu luôn, lấy anh coi luôn coi. Không phải chia ra người mới thôi. Nhóm anh cũng nhiều đứa càng quá. Anh, cái này mỗi cái nó khác nhau hả? Dạ, nói chung là size nhỏ, size lớn. Vô anh tặng cho bạn anh Thái Phình Tủng mấy cái thôi. Ủa là, ủa anh sao cái này nó có cái kiểu tam giác? Rồi còn cái này thì nó kiểu tròn. Dạ, nó nhiều. Cái này là giọt nước. Dạ. Nói chung là do một cái áo mình, cái áo may, áo bơi do những người may. À, cái này quay, ê, cái này là thiệt, đồng đội, đồng chí em là mê cái này lắm. Dạ. BB Trần Hải Chiều rồi gì đó, đúng không? Cần cái này, cần thiết này. Ủa cái này là gì đó? Cái đồ, bộ đồ bơi vậy. Đặt à? Dạ, xíu. Rồi ví dụ như mình làm về cái size cúp ngực vậy thì cái anh thích là khoảng size sao? Nói chung là size nào cũng được chị. Mình nó quan trọng, nói chung là tròn cho chỗ nào mình đo là đo bằng tay hay đo bằng dây hay là đo bằng. Dạ không, bên em không có đo, mà bên em phải ép ra, phải mình kiểm như mình bóp những cái bóp miếng mớp xốp như vậy. À. Bóp mình kiểm hả? Mình bóp như thế nào mình coi thử nó cứng hay nó xẹp. Đó. À, anh Linh bị tạo quá nhập ba rồi. Thôi anh làm nghề nó không được rồi. Dễ thương lắm chị, dễ thương lắm. Ảnh hết sức là... Tức là mình bóp xốp, ý bóp mấy cái xốp. Dạ. Đúng rồi, để bóp kiểm tra. Dạ. Em nói nhanh quá, em nói là bóp là xốp, mình tưởng đâu. Cắt hàng milli nữa chị anh. Ừ. Như cái cúp phụ nữ, cắt người ta yêu cầu cho mình cắt 8 milli. Mình phải cắt chính xác 8 milli. Ừ. Rồi sau đó? Vậy, mình có cái thước anh. Thước milli anh à, thước ngắn này. Thước nó tròn hay dài? Dạ, dài, nhỏ. Tưởng đâu thước tròn úp vô chứ. Thôi. Anh Nguyễn Linh chỉ ghẹo anh không thôi. Phải mình phải thực chất là từ đó giờ chưa hiểu cái nghề này. Dạ. Đây cũng là một cái cách để mọi người hiểu hơn cái nghề này vậy thôi, mình có quyền hỏi mà. Dạ. Sao đó chuyện bình thường. Dạ. Không chừng mai anh tới anh thăm công ty em để anh coi. Dạ. Luôn á, anh hay mày mò lắm. Dạ. Cái gì anh tìm hiểu cho nó tới luôn vậy đó. Dạ. Rồi thôi dẹp cái chuyện này qua một bên đi, đang nói chuyện tình yêu quay qua cái vụ này hoài cho tới sáng. Mà nãy mình nói tình yêu mình nói tới đâu rồi anh? À, bây giờ em hỏi nha. Dạ, chào chị. Anh, vậy bây giờ hôm nay anh tới với chương trình á, anh mong muốn tìm được một người phụ nữ như thế nào? Em không. Bây giờ hỏi đường tình duyên anh à, sao? Tình trường hả? Tình trường, quên. À hôm nãy chưa hỏi xong cái câu, nhớ rồi, nhớ điểm xuất phát mình nằm đâu rồi. Công việc của anh á rất là tiếp xúc rất nhiều phụ nữ. Dạ. Đúng không? Dạ, làm việc với nữ rất là nhiều. Dạ. Mà là anh nói là anh không thích quen đồng nghiệp. Dạ. À. Vậy là tại vì là em quản lý, em không thể nào quen được công nhân. À, dạ. À, em hiểu rồi. Vậy thì cái đường tình duyên của anh á, anh trải qua mấy mối tình rồi? Nói chung là em cũng trải qua đủ bộ chuyện gia đình một lần. Dạ. Dạ. Em cũng ly dị vợ là 7 năm 2012 tới bây giờ. Dạ. 7 dạ. năm rồi. Dạ. Em có đứa con gái là năm nay học lớp 4. À, học lớp 4 dạ. Rồi. À. Em lấy vợ được mấy năm? Em lấy vợ được 2 năm. Nhưng mà quen nhau trước đó mấy năm rồi lấy? À, quen nhau được năm. Quen con năm mà lấy. Dạ. Dạ. Rồi tại sao có đứa con gái rồi mà phải chia tay? Dạ, nói chung là vợ chồng em sống không hợp với nhau thì em sẽ giải thoát cho vợ em để tìm người nào có đem lại hạnh phúc cho vợ. Dạ, có đó cái lỗi đó mình có thể phân tích là như thế nào không? Nói chung là lỗi bây giờ em cũng không có thể nào nói xấu vợ em được. Thì bây giờ lỗi thì em không hợp thôi. Ừ, không hợp. Dạ. À, anh có một đứa con gái rồi. Dạ. Thì hiện tại bé đang ở với anh hay là đang sống với ở mẹ? Ở mẹ. À, sống với mẹ. Sau cái cuộc hôn nhân đó rồi anh có mối tình nào tiếp theo nữa không? Nói chung là năm 2000 em cũng mới đây em quen được 2 năm một người con gái năm 92. Dạ. Thì người em cũng quen được năm mà người đó kêu em kêu cứ thì cứ hẹn năm này sang năm nọ thì dạ. Em không có thể nào chờ nữa. Dạ. Thì em cũng chia tay. Dạ. Cũng bây giờ được 2 năm. À, từ lúc đó tới bây giờ 2 năm là không yêu ai nữa. Dạ. Và quyết định đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò. Dạ, thằng em đăng ký giùm. À, thằng em đăng ký giùm. Dạ.
Em đăng ký giùm mà anh có muốn thực sự muốn tham gia không? À, muốn chứ chị. À, yeah. Dạ rồi, cảm ơn anh. Chị Trong. Chị Trong, bây giờ nãy giờ chị nghe ảnh nói về đường tình duyên của ảnh rồi đúng không? Dạ. Rồi giờ mời chị nói về tình yêu của mình như thế nào? Dạ. Em đã từng yêu một người lúc còn là sinh viên năm 2. Người đó quê ở Nghệ An xa, nhưng mà mối quan hệ kéo dài 3 năm. Thì lúc yêu thì bạn ấy nói là sau này anh sẽ vào Sài Gòn, hai chúng mình, em ra trường xong hai chúng mình lập nghiệp ở Sài Gòn luôn. Dạ. Thì lúc đó cũng tin, yêu mà chị, phải tin chứ. Xong thì, nhưng mà bạn ấy thì là con trai duy nhất trong gia đình, nên sau này thì cứ kéo dài như một như thế thì em thấy nó không có tương lai. Chúng em chia tay sau 3 năm quen nhau. Và kể từ đó tới giờ thì em chưa chính thức quen ai. 7 năm rồi chưa quen ai. 7 năm, dạ. Giống như bên đây cũng là 7 năm rồi. 7 năm rồi chưa yêu ai. Nhưng mà khi em biết được bên đàn trai đã có một đứa con thì em cảm nhận thế nào hả em gái? Dạ, đối với em chuyện đó không có vấn đề gì đâu anh Linh. Dạ, thì khi mà mình kết hôn với một người, mình lấy một người thì mình đâu có mong là cái cuộc hôn nhân nó đổ vỡ đâu. Thì cái việc đó là cái việc không mong muốn. Cái việc quan trọng đối với em đó là anh ấy có sẵn sàng tiếp nhận một mối quan hệ mới thực sự theo như mong muốn của mình, muốn xây đắp một cái gia đình mới hay không. Trả lời đi em trai. Anh nói chung bây giờ chủ yếu là em, anh là một thời đã đổ vỡ rồi, em thì mới lớn lên chưa có gia đình, thì bây giờ nếu mà em chấp nhận thương anh thì anh sẽ hứa là em, anh thương em đến hết chặng đường này. Cảm ơn anh. Đấy, hứa rồi nha. Dạ. Mặc dù chưa gặp đã hứa rồi đó. Dạ. Nói chung là em sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn để làm sao có thể tốt với cái mối tình này. Dạ. Đặc biệt là em có đầy đủ mọi kinh nghiệm để có thể giữ cái cuộc tình sắp tới đây cho, dạ, đến suốt cuộc đời luôn. Dạ. Em tin điều đó. Quan trọng là hai đứa có hợp với nhau hay không. Dạ. Ha. Bây giờ thì em gái. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về, dạ, một mẫu hình lý tưởng của em ra sao? Dạ. Em muốn tìm một người, người ta có tính độc lập, sống có sự tinh tế, nói chung là người tử tế, biết đối nhân xử thế, biết chăm lo cho gia đình của mình, có lối sống lành mạnh, chung là không có hút thuốc, uống rượu quá đà, mình biết cái giới hạn của mình ở đâu là được. Còn về ngoại hình thì em mong là anh ấy cao từ 1m7 trở lên. Đừng có mập quá. Người đừng bụng bự. Em không thích bụng bự. Yên tâm chị. Bên, dạ, đó gu cũng ốm ốm gầy gầy như chị vậy đó. Thể, dạ, thôi chứ. Bụng bự có liên quan gì tới tình yêu đâu. Em suy nghĩ là những người bụng bự người ta không có được khỏe đó anh Linh. Trời ơi. Nói một câu đau dễ sợ luôn anh Linh. Nỗi đau lòng. Nỗi đau ghê. Đứt từng đoạn ruột á. Dạ. Quá nếu trời. Mà chào anh. Chào em gái. Dạ. Nếu mà sao? Nếu mà anh ấy có nụ cười tỏa nắng và tóc xăng xăng thì thật là tuyệt vời. Nụ cười này không biết có nắng hay là mưa đây. Tôi không biết, tùy theo mỗi người thôi. Nhưng mà tóc xăng xăng thì tuyệt vời. Về uống. Anh này chắc chắn không có bụng bự rồi. Dạ. Thậm chí không có bụng nữa. Dạ nhưng mà em thấy là bụng bự như anh Quyền Linh thì không gọi là bụng bự. Chỉ mở dư dư xíu thôi à. Mở gì trương trương hả chị? Dạ, nó dư dương xíu thôi. À mở dư dư. Anh thấy chưa? Anh thấy chị Trong nói chưa? Anh hãy hạnh phúc điều đó. Anh không hề mập đâu. Anh chỉ có mở dư dư thôi anh Linh à. Dạ. Nha. Tại vì anh ăn hơi quá đà đó. Thì đó, đừng tự ti. Thôi, vài bữa sẽ tập thể dục thể thao lại. Dạ. Rồi, cảm ơn em gái Tiền Giang. Bây giờ thế này, anh bên đây thì thật sự là ảnh cũng có kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng. Nên chắc rằng ảnh sẽ bù đắp cho em những cái gì mà gọi là anh đã trải qua rồi ha. Vấn đề quan trọng là em đã đến lúc kết hôn chưa? Dạ, đến lâu rồi anh. Đến lâu rồi hả? Dạ. Ví dụ bên đây đồng ý. Là em cho bước tới đúng không? Phải tìm hiểu cái đã anh. Tìm hiểu khoảng bao lâu? Tùy mức độ tìm hiểu. Nếu mà mình tìm hiểu mình thấy hợp ý,
mọi thứ nó hòa hợp thì cuối năm cũng được. Cuối năm cũng được. Dạ. Em có ngại là yêu xa không? Bởi vì cái khoảng cách của em với anh ấy á, nó dạ, không có hợp với nhau, chưa có thuận với nhau. Em có một câu hỏi muốn hỏi anh bên đó. Chào em. Dạ chào anh. Dạ anh đang làm ở Long An ạ? Anh đang làm ở Long An em. Dạ. Em thì em làm ở Biên Hòa. Vậy thì nếu mà sau chương trình này á, hai đứa mình có kết đôi á, anh một tuần anh có thể sắp xếp gặp em một lần được không? Nói chung là một tuần anh sẽ gặp em 3-4 lần được. Đó. Trời ơi. À, anh không thì trừ những ngày tăng ca của anh ha. Dạ. Đó, thả tim, thả tim. Dạ. Rồi, em thấy cái những giây phút ban đầu thấy hai người cũng có thể dễ thương. Dễ thương hợp nhau một vài thứ rồi đó. Dạ. Dạ, chị Trong, em muốn hỏi chị một câu. Dạ. Chị quan niệm như thế nào về sống thử? Sống thử? Thực ra là em chưa có suy nghĩ đến cái việc sống thử. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy hòa hợp, mình đã đặt cái mục đích là mình sống với người đó để mình kết hôn, mình xây dựng cuộc sống lâu dài, sinh con đẻ cái, thì cái việc sống thử đó thì cũng không gọi là quá so với những người tưởng tượng đâu. Đúng rồi. Dạ. À, theo quan niệm của các chuyên gia về tâm sinh lý, về tình yêu, về tất cả mọi thứ thì họ nói thế này nè. Trong cuộc sống hiện đại này chúng ta cũng chưa biết thế nào, nhưng mà nếu như chúng ta không sống thử, đôi khi là chúng ta cũng không hiểu về người đó. Có những người nói sống thử gì ghê gớm lắm. Sống thử không có nghĩa là chúng ta sống thử rồi quan hệ tình dục thử. Dạ đúng rồi anh Linh. Có thể chúng ta sống chung một nhà, chúng ta tìm hiểu xem cách sống thế nào. Dạ. Còn cái chuyện nếu như tình yêu đã chín mùi thì chúng ta sống thử cũng là một cách để thử trong tình yêu xem mình có hợp nhau về ở chung hay không thôi. Vấn đề là đừng có thấy mới quen rồi thử, nhưng mà phải đợi cho tình yêu chín mùi. Thì anh thì nghe hãy như nên thế thử. Anh nói như thế, em thấy làm sao? Dạ. Được em, không? Em suy nghĩ là sống thử ở đây á, không phải là mối quan hệ thể xác như mọi người đã nghĩ. Ở đây là sống thử, mình có thể là sống chung nhà, hoặc là mình dành thời gian nhiều cho người đó. Đúng rồi. Ví dụ một ngày 8 tiếng mình làm việc, còn những giờ giấc nghỉ ngơi của mình thì mình trừ ra, rồi những giờ giấc còn lại thì mình dành cho cô ấy. Mình tiếp xúc cô ấy nhiều. Cái đó cũng gọi là một cách sống thử. Dạ. Okay. Em hết sức là thích cái tinh thần sống thử. Đúng theo rồi. Suy nghĩ của chị. Dạ. Rất là văn minh. Anh ơi, anh dạ, đàn trai chị bên kia ơi, anh có thể nói cho Thư biết là cái điểm mà anh không thích ở bạn gái là gì không? Em nói chung là bây giờ em không thích phụ nữ là càm ràm. Nhiều khi là em làm về mệt đó, vợ còn càm ràm nữa là thì càng mệt hơn thêm. Dạ. Rồi ví dụ như là tóc ngắn, tóc dài, cao, thấp, mập, ốm, hoặc là tóc màu tóc rồi xăm xiết, anh có quan nói ngại chung gì là không? Chị bề hình thức bề ngồi thì em không quan trọng. Em chỉ quan trọng là người đó biết sống với gia đình, thương chồng con là được. Được. Còn xăm thì em không quan trọng. Không quan trọng đúng không anh? Dạ. Rồi, em cảm ơn anh. Em nghĩ là bây giờ chúng ta gặp người thân của hai em bên có đi. Coi, em coi bên đàn trai chưa? Trời, nãy em qua em giao luôn mút miết, anh không nhớ hả? À, dạ, anh quên. Cái đó bụng quá quên á, chưa ăn cơm. Đói nữa em mời anh. Em mời đúng không? Dạ. Rồi, nhớ tặng quà cho anh nha. Dạ. Hôm nay chị Trong, chị đến tham gia chương trình, chị đi với ai? Dạ, em đi với 800 anh em ngồi phía dưới. 800 anh em của chị Trong ngồi phía dưới. Đây là những người bạn chơi với em mười mấy năm rồi. À, những người bạn rất thân ạ. Nguyên cái kho làm dài hả? Dạ. Trong công ty là dài luôn hả? Dạ, đúng rồi. Mỗi cơ quan, mỗi công ty là đều có người hết á anh. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào bạn của chị Trong. Dạ. Sao mọi người nhà mình thấy sao? Đàn gái mình thấy đàn trai bên kia có hợp ý, hợp nhãn, hợp tình, hợp lý gì không nè? Xin chào anh. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Thư. Thì trước tiên thì em thấy nó cái bề ngoài là khá phù hợp rồi đó. Nhưng nãy giờ thì em cũng soi. So giống như kiểm định vậy ha. Dạ đúng rồi. Em thấy như thế này nè. Em thấy anh á thì cũng có sự chân thành, có sự từng trải trong cuộc sống. Còn bạn Trong á thì cái sự trải đời của bạn không có đủ nhiều, cũng không bằng anh này đâu.
Nhưng mà em soi một câu đó là cái lời hứa của ảnh nói với bạn Trông vừa nãy á, cái lời hứa nó không có được suôn sẻ, nó bị vấp ở giữa câu. Cho nên là có khi là người ta rung nó vẫn vang. Thì đúng rồi, cũng có rung. Nhưng mà chắc là do em cầu toàn quá cho cái người bạn thân của em thôi. Còn nhìn bề ngoài thì có vẻ hợp đó. Cảm ơn bạn. Cảm ơn anh. Theo đúng tiêu chí mà bạn Trong đề ra. Em có muốn một góp ý một vài cái điều gì đó để làm cho bạn em hạnh phúc hơn không? Góp ý với bạn Khai nè, nếu như hai người đến với nhau thì bạn này sẽ phải làm gì cho bạn Trong hạnh phúc hơn? Tại vì em bạn thân em sẽ hiểu. Góp ý cho anh ấy đi. Để em suy nghĩ chút. Trong cần những điều gì? Hoặc là anh có thể nói về chị Trong để anh có thể hiểu hơn. Bạn Trong á, bạn cần một người đàn ông của gia đình. Tức là bạn Trong cũng là một người cầu toàn. Nhưng mà em nhiều lần em nói với bạn Trong á, đối với cái lứa tuổi hiện tại của bọn mình bây giờ á, thì đối với hôn nhân đừng có cố chấp quá. Cho nên là đối với lứa tuổi bây giờ thì em nghĩ ai cũng đã trải qua những cái giai đoạn của cuộc đời, cho nên là đã trưởng thành nhiều rồi. Nên em cũng không có góp ý gì nhiều đâu. Em chỉ theo cái tinh thần nãy giờ mà mọi người trao đổi về sống thử, thì nếu được thì hai bạn cứ hẹn hò thử thôi. Hẹn hò không thể thử được. Chúng ta có rung động thì mới hẹn hò. Mình đừng thử trong tình yêu. Trong tình yêu phép thử nó hết sức là nguy hiểm. Thật sự nếu con tim rung động mình ăn hẹn hò. Theo anh là như vậy. Dạ. Rồi, cảm ơn em trai. Dạ, cảm ơn anh. Em đi với ai? Dạ, em đi với ba mẹ là em gái. À, có ba mẹ nữa. Rồi, xin chào cô chú. Xin chào Quyền Linh và các từ Nam Thư. Dạ. Các khán giả trong trường quay. Đây là má của Thạnh. Thấy hai con cũng xứng đôi vừa lứa, coi tìm hiểu đi đến do hai con quyết định thôi. Má có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà theo cô thì đây cô dâu tương lai của mình á, có hợp với mình hay không, có cần điều gì nói hay không? Hợp không, do hai đứa quyết định, chứ còn mẹ thì gì cũng được. Thấy cô này cũng dễ thương. Dạ. Cô chưa chấp nhận. Chấp nhận. Dạ. Cảm ơn cô. Về có làm dâu không cô? Không, muốn ở đâu ở tùy. Chú nghe được không chú? Cho chú nói một câu đi. Tại vì có gia đình nữa. Chú nói đi được không chú? Xin chào Huyền Linh và Nam Thư. Dạ. Tôi là bố của Thạnh. Từ ở Ninh Thuận đến đây. Cho nên chỉ vậy là tôi thấy để cổ vũ cho hai con để đi đến chuyện mà trăm năm hạnh phúc. Tôi xin hết á. À, đấy. Đối với Thạnh đây là một cái sự nghiêm túc. Mời cả bố mẹ từ ở Ninh Thuận vào luôn. Thạnh anh nghĩ rằng chúng ta cũng phải nghiêm túc với người đối diện, nghiêm túc với tình yêu chúng ta đang chuẩn bị có hay không đây ha. Dạ. Rồi. Bên anh Thạnh là có cả em gái anh Thạnh đúng không? Dạ. Em nghĩ là mình nên gặp em gái anh Thạnh một chút xíu. Em gái mới quan trọng trong gia đình đó nha. Em út. Đôi khi về nhà ba mẹ mấy nhưng mà em gái à. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em thấy chị này bên khâu cúng hàng thì em thấy chị hơi khó tính. Em thấy thì tùy anh Thạnh thôi, chứ em thấy chị cũng được. Là khó trong kiểm hàng thôi. Để tại em cũng trong kiểm hàng mà. Vậy hả? Vậy em với anh Thạnh là có làm việc chung không? Dạ có, anh em làm việc chung chị. Là làm chung công ty hay là như thế nào? Dạ làm chung trong công ty. Là mình làm cho người khác hay là nó công ty của mình em? Công ty nhà chị. Vậy là công ty đó của nhà, còn hai anh em làm trong đó. Dạ. Rồi, chị hiểu rồi. Cảm ơn gia đình mình. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã nghe tất cả những lời góp ý của hai bên rồi. Mình đã trò chuyện qua cái hàng rào này rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ mở cửa trái tim ra xem hai trái tim các bạn có đồng điệu với nhau không nhé. Mở rào.
Bắt đầu đi Thành. Chào em. Chào anh. Em có món đó hò anh đã mua. Dạ em cảm ơn. Anh có một bộ đồ bơi để dùng để cho em đi những ngày nghỉ lễ. Dạ. Em, dạ em cũng có món quà tặng anh. Đây em cầm cho. Khoan trong trong. Khoan trong. Bây giờ dạ. Thạnh á, món quà của Thạnh gồm có hai món quà. Dạ. Trong cái hộp đó. Dạ. Thạnh nói luôn đi Thạnh. Nói chung là cái em cầm em giải thích. Em lấy ra cho anh. Dạ. Nói chung lấy, là lấy hết luôn hả anh? Anh mua không có biết em mặc vừa hay không, nếu mà không vừa thì em có đổi lại không sao. Dạ. Cái gì? Em liên hệ với anh dạ. Đổi okay. À. Cái gì vậy? Bộ đồ bơi, dạ. Bộ đồ bơi. Dạ, bộ đồ bơi. Còn ví dụ em tắm nhiều trong đây bị hư thì em phải sẽ thay. Ở trong đây nó sẽ có một cái à, em có đi tập yoga đó, cái này mặc đi tập yoga cũng được dạ. Đó anh. Em cảm ơn. Dạ. Anh chu đáo à. Kỹ không? Chu đáo không? Dạ. Tắm nếu mà hư, tắm nhiều hư liên hệ anh đổi. Đây em xếp vô anh, cho. Anh có thể dạ. Rồi. Anh có thể giúp em mở này không? Không lẽ có hồ bơi tôi kêu đây, bơi thử chị. Chứ. Dạ dạ. Rồi, con quà chị tặng cho anh là cái gì anh nè? Cảm ơn. Dạ. À, đây là một cái viết em tặng anh. À, em mong là cái viết này nó sẽ đem may mắn đến với anh và chúc anh vạn sự thành. Anh cảm ơn. Tại vì cái viết anh cũng cần. Tại vì anh làm bên quản lý. Anh dạ. Rồi. Ta bắt đầu vào câu chuyện của hai bạn đi. Anh có cái một cái điểm em có quyết định gì anh là người xăm mình xăm chỗ. Nói chung là anh xăm một cái ý nghĩa của anh. À, nó to không anh? Nói chung là từ đây tới đây. À dạ, không sao tại vì em cũng có. À. Em có hình xăm ban không sao. Không dạ. khỏi dở được. Đối với em thì con người của mình, cái tính cách của mình, cách đối nhân xử thế với người khác là quan trọng. Còn cái những cái việc khác mình nên suy nghĩ cho bản thân mình, cái nào nó tốt thì mình làm. Nói chung là cái đây là anh xăm là anh nghĩ tới mẹ anh. Dạ. Tại vì công ơn của mẹ anh nuôi anh từ nhỏ tới lớn trưởng thành. Vậy em khuyên anh là nên xăm luôn cha bên đây luôn. Có cha mẹ, có mẹ. Dạ. Có cha chở anh đi học. Dạ. Mẹ gánh nước chỗ luôn. Đó. Dạ. Thiếu chỗ mới mốt xăm tên vợ luôn á. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh về ngoại hình thì giống như em tưởng tượng. Rồi, cảm ơn. Dạ. Tóc thì không có xoăn nhưng mà vậy thì cũng ok. Em cười thử có tỏa nắng không Thạnh? Em thấy cũng được anh Linh. Anh thấy em như thế nào? Thấy em hiền. Được. Dạ. Nói chung là lần đầu tiên thì không thể nào đánh giá qua cái lần đầu tiên được. Nếu đồng ý thì anh sẽ với em sẽ hẹn hò. Xa thì anh sẽ đi được. Một tuần anh sẽ đi hoặc 3 lần hoặc 4 lần. Nếu bạn em không tin, anh hứa với em. Yeah. Tại vì anh nói chuyện hơn cả Lâm. Nói thẳng. Tại vì bạn em mới nhìn anh, đánh giá anh là không thật. Mà anh hứa với em. Anh cũng thông cảm tại vì mấy bạn em bạn thân dạ, suy mà, nghĩ cho em nhiều quá phải vậy. Anh suy nghĩ vai trò của một người vợ trong gia đình của anh là như thế nào? Người vợ thì phải hiểu chồng trong công việc vậy thôi, rồi biết lo lắng cho con gia đình là ok. Còn nói chung là người vợ thì làm đẹp thì anh không quan trọng. Anh thích cổ vũ cho vợ anh làm đẹp hơn nữa. Cái đó anh nói từ trong tâm anh. Dạ. Hồi nãy em nghe nói là anh có nấu cơm chay. Anh nấu cơm từ thiện. Mỗi tháng anh nấu tại nhà. Tại nhà. Anh đi phát với gia đình. Dạ. Bệnh viện hoặc những người bán cái số gì. Dạ. Đôi lúc thì em cũng tham gia làm thiện nguyện. Bên nhóm bạn của em có một nhóm thiện nguyện hay đi phát quà cho mấy em thiếu nhi dịp trung thu hay là dịp tụ trường. Thì em mong nếu có dịp thì em sẽ mời anh đi. Có 200 mấy phần anh đi phát cho những người nhà. Dạ, chị mình cũng có những điểm chung. Anh đi phát, nói chung là anh xách xe anh đi phát những người ngủ ngoài đường. Dạ. Người khổ, 12 giờ anh mới đi. Nếu mà không có đồng ý thì đi với anh. Dạ. Bữa nào anh đi thư thử nằm đâu có nhận được phần cơm chay đâu. Dạ. Đây bánh trung thu anh Linh ơi.
Thì bữa nào nằm đâu ngoài đường thì có bánh trung thu được tới. Em qua khu vực cầu Kinh Tẻ được không? Nhà em khu bên đó. Dạ được. Thấy ai mà áo xanh xanh là em á. Lúc nãy em nghe anh nói là anh công việc kiểm hàng của anh á. Anh là quản lý. Dạ. Cho nên anh cũng tỉ mỉ trong cuộc sống. Vậy thì cái tỉ mỉ của anh có phải là anh soi mói từ ly từ tí không? Chỉ là bên tại vì làm cho công ty nước ngoài phải rất là kỹ. Kỹ là coi thử có xâm kim hay cơ hàng có hư hay không. Nếu mà được mình phải đóng thùng để đi xuất khẩu đi cho Hàn Quốc. Nếu mà sai qua cái thì nó đền một lô hàng đó. Dạ. Thì anh có kỹ kỹ như đó thôi. Vậy đối với vợ anh có kỹ gì không anh? Vợ anh hả? Anh không kỹ gì, anh nó thương vợ lắm. Nói chung là vợ biết lo chồng, lo hai bên, nội ngoại là được. Dạ. Bây giờ mình sẽ nói với nhau về cái chuyện lập nghiệp nè. Rồi về nếu mà cưới nhau về thì có làm dâu hay không, chị Trong có làm dâu hay không, rồi anh sẽ chăm sóc vợ như thế nào, rồi nhà ở là mình ở chung hay ở riêng, rồi bao lâu thì, hoặc là nếu mà ở làm dâu thì bao lâu mình ra riêng. Nói chung á, nếu mà anh và em đến với nhau á thì anh cưới được em, mẹ anh không bao giờ cho ai còn làm dâu hết. Nhà anh bảy gia đình, bảy anh em, không ai muốn làm dâu làm rể hết, mẹ anh cho ra riêng hết. Bây giờ ở quê anh á, thì anh có một cái nhà riêng rồi. Anh vô anh sinh sống ở nhà của công ty của em anh. Thì em thích về quê thì anh dẫn em về quê. Vẫn có, nói chung là về thì đi vô ở thôi. Dạ. Em thì quan điểm lấy chồng phải theo chồng. Nhưng mà hiện tại bây giờ em đang làm ở Biên Hòa. Công việc thì chỉ em mới chuyển xuống khoảng 5 rưỡi thôi. Chưa có ổn định lắm. Em muốn là có thời gian để mình ổn định công việc. Sau đó mình sắp xếp thời gian tìm hiểu nhau. Và sau đó thì hai đứa sẽ, nếu mà tiến xa hơn thì hai đứa sẽ suy nghĩ coi là mình nên ở đâu, ở công việc sắp xếp như thế nào. Nói chung bây giờ em thích ở đâu thì anh ở đó thôi. Dạ. Thì anh sẽ chiều em. Còn công việc của em bên kiểm giày thì Long An anh sẽ hứa với em. Ông Hoa dạy hứa là em vô liền. Thì anh sẽ hứa tại Long An sẽ có nghề của em kiểm bên giày. Anh ủa, sẽ đi xin gì cực vậy anh? Nhà mình có công ty mà. Công ty nhà mà về kiểm chung là tiện luôn. Nhiều trời khi... ơi thích về chung được. Ừ, nó về là tiện luôn chứ đi xin chỗ khác làm chi, hiểu không? Đó. Thì em thấy chúng mình tới đây là chừng nào mình tiến tới, em nghĩ sao? Dạ, tùy vào mức độ quan cái sự tìm hiểu của hai đứa thôi. Cảm ơn. Em thì thời gian là không quan trọng, chỉ quan trọng là cái sự hòa hợp của hai người. Dạ. Anh sẽ cố gắng, nếu mà chúng mình hẹn nhau anh sẽ cố gắng đem hạnh phúc về em. Dạ. Anh hứa. Cảm ơn. Rồi. Anh hứa là Nam Thư là anh Hiền Linh. Rồi. Dạ. Thường quá. Hứa đi, hứa sao? Nếu mà chúng em đến với nhau bữa nay thì em sẽ đem hạnh phúc với cho bạn gái. Em không bây giờ em để cho bạn buồn. Dạ. Cảm ơn em thay mặt những người đàn ông, cảm ơn em đã chăm sóc như thế. Những gì mình nói nó nằm ở trên truyền hình cả đời luôn. Hứa làm được là phải làm. Ha, anh tin những điều đó ở em. Bởi đây một người đàn ông từng trải rồi, nhìn ba mẹ của bạn Thạnh anh đã hiểu điều đó. Anh tin rằng em sẽ đem hạnh phúc đến cho Trong ha. Còn quyền quyết định vẫn là của Trong. Nào chúng ta hãy bắt đầu đến với giây phút quan trọng. Xin tất cả gì mình nói đã nói hết rồi. Vấn đề Trong, em là quyết định. Hãy nhắm mắt lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Em có tin vào tất cả những điều anh này nói hay không? Nút bấm đang ở trong tay của em. Quyền quyết định là của em. Và hai anh chị sẵn sàng nha. 3 2 1. Hết thời gian. Đẹp, rất đẹp. Ô, chúc mừng anh chị. Dạ, em mời chị. Mời anh. Đẹp lắm. Vui quá à. Nắm tay đi Thành. Anh tin rằng có ba mẹ của Thành ở đây, có em Thành ở đây, có gia đình Thành ở đây. Thành sẽ làm đúng những gì mình đã hứa. Dạ. Bây giờ mình chắc chắn rằng gia đình của bạn Trong cũng theo đang dõi xem chương trình. Dạ. Và em hứa gì với gia đình của bạn Trong đi? Con hứa là gia đình với bạn gái, con sẽ đến với Trong
con sẽ lo lắng cho từ đây về sau, con không để cho chồng buồn và khổ. Rất đẹp. Trong nói gì với hai bác đi Trong? Dạ chào hai bác. Con sẽ hứa là con sẽ đối xử chân thành với ảnh. Nếu mà là đến tiến tới được hôn nhân, con sẽ chăm sóc gia đình cũng như chăm sóc ảnh, cũng như chăm sóc hai bác thật tốt. Đẹp lắm. Anh nghĩ rằng các bạn đủ để hiểu đây là một cái cuộc hôn nhân sắp tới. Làm gì để nuôi dưỡng cuộc hôn nhân đó, làm gì để chúng ta có thể giữ được cái tình yêu đó. Các bạn hy sức làm điều đó mà ha. Hãy chân thành với những lời nói của mình và đặt nụ hôn đầu tiên. Sau khi bấm nút, xin phép. Dễ thương. Dễ thương lắm á. Ha. Chúc hai bạn sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Dạ. Tôi đã nói rồi, ở đây trên hai chiếc ghế này có những cặp là sau một tuần đã đăng ký kết hôn, có cặp là 2 tuần, 3 tuần, có cặp là 1 tháng, thậm chí là có cặp vài tháng sau đã đăng ký và quay trở lại với một em bé đang bế trên tay. Tôi rất hạnh phúc khi mà đón chào các bạn quay trở lại nha. Đây là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Một cặp gối của công ty cao su Vinacatech. Vinatex và một phiếu giảm giá Vinatex 50%. Và xin gửi tặng đến anh chị đây là chiếc máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Aladdin Pháp. Cái đó để bạn nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành và đổi mới trong năm đầu, tổng giá trị lên tới 7 triệu đồng. Đây, em gửi anh. Một món quà của Việt Nam cacao mật của đất. Hy vọng là tình yêu của các bạn nó sẽ ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Nha. Và đây là một chiếc và đây phần quà dành cho hai anh chị là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ dành cho gia đình Việt. Và chiếc TV này sẽ ở trong nhà của hai anh chị nếu như hai anh chị tiến tới hôn nhân. Dạ. Một lần nữa em xin chúc mừng hai anh chị. Em cũng chân thành cảm ơn chương trình đã cho em gặp được trong bữa đây. Dạ, cảm ơn anh. Lo cho chị em cho tốt nha. Ừ, không là em xuống thêm kiếm á. Rồi. Còn hoa nữa hả? Rồi, quà quá trời quà. Đây. Chị ơi, về mặt đi tập yoga nè. Dạ. Chiếc này á, để mình dành cho cái ngày đăng ký kết hôn đó ha. Đẹp lắm á. Giữ lấy nha Công nha. Dạ, dạ. Giữ lý nha Thành nha. Dạ. Trời ơi. Cái này... anh cầm đi, anh cầm phụ đi. Cái này anh... Sao vậy? Anh cầm cái bịch dưới kia, để dưới kia sẵn một bao dưới. Dạ, dạ. Rồi, vậy chị đi trước ra đi. Ra phát dạ. cho. Đây này, anh. Ngồi đây ăn đứng kế anh nè. Trời ơi, trời ơi, sao chị ơi, chị tin quá vậy chị. Trời ơi, chào các bạn. Rồi, mời anh ngồi, chúc mừng năm mới nha. Dạ, năm mới anh nhiều. Đặc biệt là gặp duyên đầu năm. Dạ. Anh tên là gì? Em tên là Giang. Giang nghĩa là sông. Dạ đúng. Sông lớn hay sông nhỏ? Bố em đặt em là Bằng Giang. Là một sông bằng á. Bằng phẳng hả? Dạ, bằng phẳng. Bao nhiêu tuổi ra anh? Em tuổi ông Thành tài nhỏ. 39. Dạ. Thằng tài lớn 79. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. À chào bạn. Bạn tên là gì? Bạn tự giới thiệu về mình. Chào Cát Tường. Và xin phép được chào anh Quyền Linh. Dạ chào bạn. Và tất cả mọi người, mình tên là Phan Thị Ngọc Bích. Năm nay mình 39 tuổi. Vậy là bữa nay mình Tết mình may mắn quá, mình gặp ông thần tài, bà thần tài luôn. Trời ơi, mà các bạn ơi, mọi người có thấy 39 tuổi mà quá trẻ không? Hồi nãy là mình kêu bằng bạn, mình kêu bằng em luôn rồi đó. Bây giờ đổi lại kêu bằng chị. Chị da chị trắng mịn nha, cười thì rất là duyên, mặt nó đầm rực rỡ luôn. Trời ơi, khen chuyện đó, bên đây tôi khen nè. Coi trời ơi, nhìn anh đẹp trai quá rồi. Trời ơi, Tết nhìn nụ cười anh rạng rỡ như là thần tài luôn. Hồi nay tóc đẹp nha. Nhưng mà Tường nhìn chị quen lắm, hình như là chị có tham gia chương trình gì cũng đúng không? À đúng rồi, đúng lý ra là mình không có tự tin để đến với chương trình. Vì mình nghĩ là mình cũng bình thường thôi. Nhờ mình đến với cái chương trình là Tự Tin Để Đẹp. Cho nên mình mới biết là mình có nét đẹp, mình để tự tin đến đây. Bây giờ là tự tin rồi đúng không? Bây giờ ngoài cái công việc thì chị thường làm gì nữa những lúc mình rảnh rỗi? Nói chung là thích xem bóng đá. Ừ, mình thích xem bóng đá. Trời ơi, cái này hay anh Linh. Hồi xưa giờ chị coi bóng đá là chị đi coi với ai? Rủ không ai đi hết trơn á. Sao vậy? Có nhiều khi lén đi mình, không cho ai biết á.
Bên đó nha, sở thích nha là đi coi đá bóng nè. Bên đây thích làm bánh nha. Đúng không anh? Cũng có thể một chút chút nếu như có yêu cầu. Anh biết làm bánh gì? Bánh bông lan. Bánh bông lan. Rồi sở thích vậy gì nữa? Cũng giống như bạn bên đó, là thể thao. Thể thao luôn. Dạ, và ngoài ra là ca hát. Thế loại nhạc gì? Em rất là thích nhạc trữ tình. Hát một bài nào đó nó ngọt ngào năm mới thì coi làm sao nè. Xin tặng anh Linh và Cát Tường cho mọi người một bài hát đứng lên ở quê miền Trung của mình. Bài hát được mang tên là Tình Em Xứ Quảng. Đứng lên biểu diễn là hoàng, đúng rồi. Tết mình đứng lên biểu đi qua đi lại như nghệ sĩ luôn ha. Và bây giờ bắt đầu. Anh về nơi xứ Quảng thăm người em phố hội. Sông Thu bồn còn nước lững lờ trôi. Làng mối hồng suối tóc xóa ngang vai. Bờ mi cong nhấp nhô thuyền cửa đại. Sóng giác dào vang vọng tiếng thông ra. Hay quá. Cảm ơn anh Linh nhiều. Hay quá, ngồi anh, hay quá. Chị ơi, hôm nay chị đến với chương trình chị đi với ai vậy? Đi với chị ruột. Chị ruột của chị ngồi ở đâu? Dạ, chị ruột ngồi. À, chị ngồi dưới đó hả? Hèn chi hồi nãy mà anh bên đó hát. Tự nhiên em thấy nó trời ơi bên đây cũng hát hay lắm nè. Vậy thì em muốn nghe chị hát trước để mình đối đáp rồi với bên kia. Hôm nay thì mình cũng xin phép trình bày nhạc phẩm Vọng Cổ Ghê Xa. Xem phim giết anh diễn rồi, anh thường hay mong mơ nơi xứ anh đào nè. Cô nào mà xinh bằng em, anh cứ mơ hoài à. Làm sao đây, anh ơi? Em một kimono mang như ghế xa, thay em một khăn lông trùm như ninja. Anh em ở đâu xa người yêu anh ta? Có em rồi mà còn mơ ước em rồi mà đòi ước thêm. Người yêu ơi, anh có được em là anh có phước sao anh thần thờ. Giờ nơi đây đang đứng kế anh nè. Wow! Bạn ơi! Trời ơi sao chị ơi, chị tin quá vậy chị? Đó giờ em chưa gặp chị em cứ tự tin, em tưởng là em là tin số 1 rồi. Bây giờ là nếu mà chị tin như vậy trời, chưa có gì tâm sự gì mình qua trời đâu. Ơi, đi ghét quá trời. Tin đâu. Y như bánh bông lan anh ơi. Mẹ thích làm bánh bông lan đúng không? Để tóc đẹp lắm ha, mặc đồ đỏ như Linh nè. Nhìn... Chị dễ thương quá thấy à, chị. Thấy hát xong qua phải nhìn liền luôn. Để hỏi chị của chị chút xíu coi. Dạ em chào chị. Dạ chị thấy em gái mình dễ thương không, hồn nhiên không chị? Nó lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên vậy hết á. Bây giờ mà 39 tuổi rồi mà chưa có gia đình nữa là chị có nôn nóng không? Hồi đó thì có gia đình sớm quá. Dạ. Rồi xong cái qua cái tuổi đó cái bắt đầu giờ thấy nó tới rồi mà không có ai hết trơn. Giống như nó lỡ nghiệp rồi hả chị ha? Đâu có lỡ đâu, giờ 39 tuổi chưa có lỡ đâu chị. Chị ơi, chị thấy anh bên đó được không chị? Ngon. Được hả? Anh có bà con gì theo không? Có hai người bạn thân của em. Đâu bạn đâu? Rồi chào anh tên gì? Tôi tên Sang, bạn học của Bằng Giang. Lấy vợ sướng không anh? Sướng chút. Mà cực nhiều. Cực gì nhiều? Cực gì mà nhiều anh? Nhiều cái cực lắm. Mà giờ không kể nó không dám lấy. Trời ơi. Nay anh thấy chị gái của em bên đây dễ thương không anh? Đánh giá thì rất là dễ thương. Thấy hợp với bạn Giang của anh không? Để bạn Giang chút, bạn Giang trao đổi. Rồi, cảm ơn anh. Trước khi mà Tường qua bên kia, Tường nhìn mặt ảnh cho chị đó ha. Bây giờ chị thích cái người đàn ông chị là người như thế nào? Chân thật, giản dị, hơi hiền một chút, hơi dữ một chút. Gì vậy? Có nghĩa là hơi men một chút. Nhưng mà em thấy là chị coi đá bóng nó men lắm rồi đó. Mà nó nghe nè, nhưng mà bằng tuổi chị chịu không? Không sao, miễn là hợp nhau là được rồi. Không sao. Hai chị hợp lắm á hay. Phải không? Vậy để tôi hỏi coi mặt cái coi. Qua coi đi, qua coi rồi cái mặt luôn. Không, tôi lên. Mà chị không thích. Nôn nóng lắm rồi, ăn bánh bông lan đi. Chị không thích cái gì á, người đàn ông của chị. Ổng đừng có râu. Tại sao không thích có râu? Râu luôn đó. Bên đây lá ngò, cạo lá ngò. Đây lá lứt luôn. Trời ơi, đời này sướng nè, cặp này sướng nè. Anh có muốn cái người mẫu lý tưởng là sao không? Cao, thấp, mập, lùn gì không? Em chỉ có cao 1m64. Cao quá thì chắc họ không chịu. Dạ. Cho nên là ở trong cái khoảng chấp nhận được, tức là khoảng chừng 1m56, 1m57 đến trở lên là được rồi, ngang tới mình là được. Nhưng mà đàn ông 39 tuổi là cũng lấy vợ được rồi đó anh. Dạ, cái đó còn phải tùy ở bên gia đình của bên. Bây giờ nếu như bên đây người ta chịu luôn là chừng nào anh cưới được? Khoảng chừng từ 3 đến 6 tháng. Từ 3 đến 6 rồi. Tháng hiểu được là làm luôn đám cưới luôn. Đúng, chúng ta gặp nhau ta cưới đi. Trời ơi, ông Linh nó còn nôn nóng rồi, cái người chơi nữa. Thôi kéo mặt lên đi. Thấy có duyên à. Là mình làm luôn nha, đám cưới luôn ha.
Dạ em. Gia đình anh Giang đông người không? Nhà mình thì chỉ còn có mẹ, hai chị gái và một anh trai. Mình là Út. Hiện tại là mẹ với lại chị thứ ba đang sống ở Nha Trang. Mình với chị hai sống ở quận Tân Bình. Một anh thì lập gia đình ở Phan Thiết. Cho nên hỏi có phải vì cái công việc Bích vẫn chưa lập gia đình? Hầu như là quên. Quên? Quên hẳn nó đi. Thành ra bây giờ mới bừng tỉnh, mới xách nước dài chạy nè. Thì riêng Bích thì Bích nhận thấy anh Giang nhìn bề ngoài đẹp trai, được. Ok. Anh thì sao? Có một chút gì đó nó rộn ràng ha. sao động. Bích có sao động không? Tim đập dữ lắm. Tim đập. Nhìn thẳng vô mắt nhau 5 giây coi có xét gì không? Rồi hết thời gian. Để mà đồng ý, hẹn hò tập sẽ bấm nút. 1, 2, 3. Khoan, đứng sát đây ha anh chị, đứng sát cây mai đi. Sát cây mai nè. Đó, mình bấm nút rồi ha, chúc mừng anh chị ha. Bây giờ mình tạo hình trái tim. Đó, cong cái tay lên. Cong lên, cong lên. Đó, chụp hình. Chụp hình. Đẹp quá. Ngon lành luôn. Tết nay mình có niềm vui mới rồi ha. Cảm xúc của chị như thế nào? Tim đập rộn ràng. Tim đập rộn ràng ha. Anh chị có thể nắm tay nhau một cái để mình trao nhau cái cảm xúc đầu tiên đi. Anh thấy sao anh? Hình như có một chút xíu điện. Thấy không anh?